Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Obama đã đến thăm một căn cứ thủy quân lục chiến ở Hawaii để chúc những binh sĩ ở đây và những binh sĩ Mỹ trên khắp thế giới một ngày Giáng sinh vui vẻ. Chuyến thăm căn cứ này đã trở thành một truyền thống hàng năm của gia đình Tổng thống Obama khi họ đi nghỉ lễ ở đảo Hawaii. Hàng chục ngàn người trên khắp miền Bắc của vùng Trung Tây và vùng Đông Bắc vẫn đang trong cảnh mất điện sau khi một cơn bão băng tuyết quật ngã cây cối và đường dây điện trước đó trong tuần. Một công ty điện lực ở bang Michigan gọi cơn bão này là cơn bão tệ hại nhất trong lịch sử 126 năm của công ty. Một người bị thương nặng trong một tai nạn trượt tuyết đã thoát chết nhờ con chó của mình. Ông này đã không thể cử động được sau khi đâm vào một cái cây. Nhưng con chó Husky Siberia của ông đã đào tuyết xung quanh ông và sau đó chạy đi tìm người đưa ông đến nơi an toàn. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.